បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើមេរៀនបន្តតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធី Word Word ឯថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចទី2វាមេរៀនស្តាប់វិញអូខេមេរៀនទី2តទៅជាមួយនឹងកម្មវិធី Word 2010 Microsoft Office Word 2010មានទី1 Teller to delete text select copy pass cut and paste drag and drop open black ลบហើយ select ជ្រើសរើស copy ហើយ pass មកវិញ cut នេះ find replace text to find text replace text និង challenge លំហាត់បាទโอเคហើយបន្ត basic word អ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់នោះគឺថា basic word មានអីខ្លះមាននេះតាមរូបភាព home នៅក្នុង home basic word មាន cut មាន paste មាន copy មាន text format នេះណាដែលយើងត្រូវមើល insert text delete select copy cut paste drag and drop text មានន័យថាយើងរៀបចំអត្ថបទនៅក្នុង word ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ពីលក្ខណៈទូទៅជាមូលដ្ឋានដំបូងសិនតទៅជាមួយនឹងការ insert មានន័យបន្ថែមខ្លឹមសារបន្ថែមអត្ថន័យលុបជ្រើសរើសអញ្ចឹងទៅបាទតទៅជាមួយនឹង insert text move your mouse to location where you want to appear អញ្ចឹងយើងយក cursor នឹងមកដាក់រួចយើងចុច insert text មក click mouse insertthe byte height that you want to appear របៀបសេះសោះងាយបាទចូលសាមញ្ញសាមញ្ញដបងដបងតែមានការទន់ទ្រាំតិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាប់ប្រាំពីដបងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមិនតន់ចេះសោះបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់បាទចូលហូមមេរៀនមុននិយាយពីបាទអញ្ចឹង open យើងអាចយក new ហើយយក blank នេះសម្លេចលើ blank create អូខេចេះ cursor មាន why cursor insert តែយើងយក cursor កន្លែងណាណាវាជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបន្តបាទចូលត្រឡប់ទៅមេរៀនវិញនេះ insert point ត្រង់កន្លែងណាដាក់ cursor កន្លែងហ្នឹងរួចយើងវាយតិចទៅពីយូរមកទៀត delete តិច place insert point text to the text you want to delete យើងអាច insert point ដាក់កន្លែងណាទៅលើ cursor កន្លែងណាដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយរួចចុច backspace នៅលើ keyboard ឬក៏ select press the delete key អាច select នេះហើយ press delete key ទៅគឺ select នេះហើយបើយើងចង់លុបមកឆ្វេងយើងប្រើ backspace បើយើងចង់ប្រើលុបមកស្ដាំគឺយើងលុបនៅខាងស្ដាំ cursor ដូចនេះខាងស្ដាំ cursor អញ្ចឹងយើងគួរលុបខាងណាលុបខាងចង់លុបខាងស្ដាំយើងចុច delete នេះបើចង់លុបខាងឆ្វេងយើងចុច backspace នៅលើ keyboard បាទងាយសាមញ្ញដបងនេះ summary យើង select ហើយនេះនៅពេលដែលយើងឆ្លាច់អីយើងចង់កំណត់វាពេលតិចណា format តិចយើងចង់ format វាថាថាដាក់មិនឲ្យវាជាលក្ខណៈគោលឲ្យវាដិតមានអក្សរដិតមានអក្សរអត់ដិតអញ្ចឹងមិនដិតតានេះចុច like B ទូ select to copy and paste តិចនេះដើម្បី copy និង paste តិចនេះចុចលើ command បញ្ជានេះហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើ shortcut នេះ control C ហើយ paste មកវិញ control V ណាដល់ពេលយើងចង់កាត់អត្ថបទនោះទៅកាត់នេះកាត់ and paste នេះទី1 copy and paste select the text you want to copy ជ្រើសរើសអត្ថបទឬក៏ clear ទាំងឡាយណាដែលយើងចង់ copy រួច select វាខ្ញុំមក select ចឹងទៅណាហើយ copy ទៅពាក្យចុចលើចំណុចនេះឬក៏ control C ណាហើយ paste មកវិញចុច control V យើងអាចឬក៏ចុចឡើងនេះលេខយក insert ដាក់ cursor នៅកន្លែងណាខ្ញុំចង់ហើយយកនេះខ្ញុំចង់លេខ copy path ខ្ញុំ select ហើយខ្ញុំចុច control C ហើយខ្ញុំយកទៅ path នៅក្នុងអត្ថបទថ្មីនេះ cursor ខ្ញុំចង់ដាក់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងលុយ load ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យវា
nè à bởi dương chọn đặt thằng crown tiết chọn cursor enter mà phát cái này tiền này hết chị copy phát chúng mình bắt đầu nè sang khai clay clay insert nè để insert cut and paste đôi khi nè nè chọn cut lại rùa bên trái cut này nè sẽ là nhận tập bài hết chọn bìa cut rùa bên trái lên tới rồi chơi control x nè control x sắp khát play đặt cursor cái này nè hay gì chơi này chơi thang vào bên nào keep soft formatting merge formatting and keep the only you can hover the drag and drop nè select chạy tông cho mọi người drag and drop select ôi hồi miền trên bạn biết về hàng dân trạng thấy dân trọc nơi thằng cào nơi thằng cào kể cần tôi đến mà quên máu nè nó trạng em trọc phan như đi play sinh tình phan ok nhưng thằng khai với clay thì lươn đấy mà từ phan tích from home tape nè phan comment navigation pane will appear on the left side of the screen cái ta này trọng một tổng thép nữa trong một tầng hốm dương đường khơi dương xoay rộng bìa phai nhìn muối mình chỉ clear mình chia bìa tháp phái thấy viên đường bằng hai nhẹ này này khá chuê thế đấy chật lửa hốm phải trong nghề hàng đám khơi miền phai tí bí cái thật thay là take you want to find the file the field at the top of the navigation pane chứ như chẳng rõ lần lại nè chẳng đầm bày rộng thế anh đọc bọn ok chỗ nó có nó home page này phần này navigation ní thì mình chạy find chẳng dừng ai xoay ra bọn bọn bạn find như vừa chứ rưỡi cơ dừng ra dừng bạn chậm cho chân anh đã khó sơ cái này nâng hai chân cần thông này nè vì là khởi chạy navigation bạn dừng cho chân đi khả bán nè đây dừng cho đã khó sơ cái này nâng hay navigation bar nâng lịch lãng để dừng cho control app rồi bìa cái kế tịch đó đã này không có navigation hay vậy tịch nâng phê để bìa rau khơi bị chanh hai lại bò lương bằng ngày chanh hai lại bò lương ok nè thay thay để take you want thì phí dừng vài ở tập bọn này navigation thì bay take is found in the document but then you take you found bên đằng highlight yellow nè bên đằng ngoài hàng toàn lưỡng hay preview all appear in the navigation pane hay bên đằng khơi nó navigation pane này nè file display tập bên tìm mới file và này financing nè ưu thế hơn được ngân tập bọn financing bên business low này nè anh chẳng phải nắn bị chạy lại bỏ lưỡng nè replacing text chẳng là không thêm tật đá dạng ai nè replacing text chạy là replace trong này tìm mối home thêm replace comment find the place where you want nè. replace with chun đọc bằng mối chú find what find đọc bốn hay replace cho mối nắng chun đọc bằng mối nông ăn đã bắt rọp rồi rọp bón, phải miền ngày khai từ mùa để dân chọn đố về nút dân thử select nhé, bài này ai file nhận tay, file nhận play, anh ấy miền phía người sử dụng ưu thoa tham bớt sân chỉ ăn đã bắt dân đào từ mà rồi ăn đã bắt đại miền là so rồi còn miền chung mua vài tập đại rồi chỉ chuồn đọc buồn ít ở việc khó ngày chắc là về để dân chọn replay via group từ mùa đầm rồi từ mùa dân thử select vía chẳng tha ao thì thử chuồn đọc buồn ít chỉ nô đại chuồn đọc nè hay chẳng đi chơi cả ta đã sống khánh sau ngày bóng bố nè con ca tìm cho mặt đập bọt ba miền tập bằng tế bàn và tốt ní cứ homework sau ngày ca nghỉ bỏ bóng bốn open the existing word document ba file đã miền sắp hay if you want you can use example nè ai chẳng một nhập đặt nó cũng thể hỗn hợp cả đóng còn tái lúc này ai b
download ទៅលើ file ឬក៏មានរៀបចំជាអត្ថបទតាំងពីដើមមកវាយរឿងអត្ថបទជីវិតណាមួយមកបើករួចអនុវត្តទៅលើ copy paste drag and drop ហើយជាមួយនឹងជាពិសេសគឺនេះគេថា select sentence នេះឲ្យអនុវត្តហើយ copy paste drag and drop មកហើយមួយទៀតខាត់ផាសអីហ្នឹងទៅហើយចំណុចដែលចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយ refresh ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះណាវីដេអូ cut and paste ដំបូងនោះវាល្អវាជា basic សាមញ្ញប៉ុន្តែសម្រាប់ replay នេះវាជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់មានចំណេះដឹងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី Word នេះហើយហើយអ្វីដែលជាគំនិតបន្ថែមនោះគឺចំណុចនេះដែលជាកលិះល្អសម្រាប់replay អត្ថបទដែលខ្លួនឯងទៅកែយ៉ាងពេល20ទំព័រ10ទំព័រឬក៏អីដែលមានអត្ថបទដូចគ្នាយើងអាចប្រើពាក្យ find and replay នេះងាយស្រួលបាទសូមអរគុណបាទកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងហើយចុចតើតើជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅក្នុងពេលដែលលោកអ្នកចុច subscribe បាទសូមអរគុណ